Xin chào các bạn, mình tên là Thiện Quốc, lớp ID43. Thì hôm nay mình sẽ xin trình bày về cái chủ đề là esophageal achalasia. Thì trên lâm sàng, khi ta nhắc đến cái thuật ngữ này thì thường là người ta sẽ nghĩ đến đó là sự cơ thắt cơ trơn ở tâm vị. Tuy nhiên trên cái đường tiêu hóa thì cơ trơn ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể co thắt được. Thí dụ như sự co thắt cơ trơn ở trực tràng có thể gây ra một cái bệnh lý gọi là Hirschsprung, hay còn gọi là phình đại tràng bẩm sinh. Đây là một số hình ảnh. Đây là hình ảnh của co thắt tâm vị. Ở đây là hình ảnh của bệnh Hirschsprung hay là phình đại tràng bẩm sinh. Thì nói tóm lại là thực ra đây là hai bệnh, nhưng thực ra nó chỉ là một. Cơ chế nó thực sự ra là nó giống nhau. Trước đây người ta cho nó là hai bệnh nhưng thực ra nó chỉ là một. Thì cái sự tiếp theo tôi xin nói đến cái việc là chẩn đoán và điều trị. Thì cái sự mà co thắt cơ trơn ở tâm vị nó sẽ có thể gây ra một cái số triệu chứng, ví dụ như là khó nuốt hoặc là đau ở xương ức. Và do là cái sự co thắt ở cơ trơn ở tâm vị thì nó sẽ khiến cho thức ăn không thể xuống được dạ dày, cho nên là có thể gây ra trào ngược và về lâu về dài có thể gây ra sụt cân. Thì khi mà một bệnh nhân đến với mình với những triệu chứng như thế thì nó sẽ gợi ý cho chúng ta cái hướng chẩn đoán, đó là bệnh nhân bị co thắt tâm vị. Tuy nhiên chúng ta cũng cần làm một số chẩn đoán để phân biệt, thí dụ như là RAS hay là hội chứng co thắt hội chứng trào ngược dạ dày thực quản, hoặc là do thoát vị hoành, hoặc một số yếu tố tâm lý cũng có thể gây ra trào ngược dạ dày. Và sau đó chúng ta tiến hành là chẩn đoán xác định thông qua là SI series hay còn gọi là chụp dạ dày hàng loạt, hoặc là nội soi siêu âm dạ dày qua ngã nội soi. Và khi đã chẩn đoán xác định nguyên nhân chính xác đó là co thắt tâm vị thì chúng ta sẽ đến cái hướng là điều trị. Thì điều trị có hai hướng, đó là hướng nội và hướng ngoại. Hướng nội thì thường người ta sẽ cho ngậm là nifedipine dưới lưỡi. Tuy nhiên thì cái vấn đề này ở Việt Nam thì không dám, do là khi mà ngậm nifedipine nó sẽ gây là tụt huyết áp. Thứ hai theo hướng ngoại thì đó là mổ dạ dày, mổ nội soi. Thì cái phương pháp này rất là dễ. Thì trên đây là phần trình bày của tôi về bệnh co thắt tâm vị. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.